thanh lý em xe đạp Galaxy cũ còn 90%, giá 3 triệu rưỡi. Ôi trời ơi, anh em việc gì phải chơi xe cũ. Bên em giá công khai xe mới đập thùng cho anh em là 3.750.000, miễn phí vận chuyển tận nhà cho anh em, lại còn tặng phun đồ chơi cho anh em nhé. Đèn còi 7 chế độ này, chống nước tuyệt đối, bình nước, dè chắn bùn thể thao, túi đựng đồ 2 ngăn. Hôm nay em Hiểu thanh lý tay cong, giá cũng bằng tay thẳng. Review qua cấu hình cho anh em xem được em xe đạp Galaxy nồi đồng cuối đá này nó chất như nào nhá. Tay đề Shimano này, Shimano khung nhôm, khung nhôm sơn hoàn toàn tĩnh điện, đùi đĩa Polis, đề Shimano TZ, Shimano Tour Z, quay độ trớn cho anh em xem. Trục trước tháo lắp nhanh, sau tháo lắp nhanh, được chưa? Cọc yên tháo lắp nhanh, lốp Skenda chính hãng, hàng đảm bảo chất lượng cho anh em nhé. Anh em không cần cọc, hàng tới anh em cứ bóc ra kiểm tra thoải mái trước khi nhận cho em nhé. Anh em nào đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với đại lý xe điện A Hiểu bên em để đặt hàng.